Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngậm TV. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dịch bệnh là tại Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ là một khủng hoảng y tế mà nó còn mang theo những thông điệp thiêng liêng sâu sắc dành cho nhân loại, với tỷ lệ tử vong lên tới 7,6%. Căn bệnh này đang gieo rắc nỗi sợ hãi không chỉ cho người dân tại Congo mà còn trên toàn thế giới. Trong bối cảnh này thì cảnh báo của Đức Mẹ được ghi nhận qua nhiều lần lại hiện ra trong lịch sử, vang lên như là một lời nhắc nhở để cho nhân loại tìm lại niềm tin nơi Chúa và nhận được sự che chở thiêng liêng từ Ngài. Dịch bệnh mới này được báo cáo lần đầu vào tháng 10 năm nay đã nhanh chóng lan rộng tại tỉnh Kwango, miền nam của Congo, với hàng trăm ca nhiễm và hàng chục ca tử vong chỉ trong vòng vài tuần. Các triệu chứng giống như là cúm cùng với sự lây lan nhanh chóng khiến cho các chuyên gia lo lắng rằng đây có thể là bệnh AIDS, căn bệnh giả định được Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo từ lâu về khả năng gây ra một đại dịch toàn cầu tương tự hoặc nghiêm trọng hơn COVID-19. Một điều đáng lo ngại là phần lớn những người mắc bệnh là trẻ em dưới 5 tuổi, trong đó nhiều em đang phải chịu đựng tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tình trạng thiếu thuốc men và cơ sở y tế tại các vùng nông thôn của Congo càng làm trầm trọng thêm thách thức trong việc kiểm soát dịch bệnh. Trong khi các nhóm chuyên gia quốc tế đang nỗ lực điều tra nguyên nhân và ngăn chặn dịch bệnh, sự lây lan không kiểm soát có thể trở thành mối đe dọa toàn cầu. Trong suốt lịch sử của nhân loại, Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra tại những thời điểm đầy đau thương và nhắn nhủ cảnh báo về sự sám hối trở về với Thiên Chúa. Tại Fatima năm 1917, thì Đức Mẹ đã tiên tri về các cuộc chiến tranh, khổ đau và thiên tai. Nếu nhân loại không sám hối, thì Đức Mẹ tiếp tục kêu gọi cầu nguyện ăn chay và tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa. Những lời cảnh báo này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày nay. Đức Mẹ đã nhấn mạnh rằng tội lỗi, lòng kiêu ngạo của nhân loại, từ việc phá hủy đi môi trường, thờ ơ với người nghèo, đến xa rời các giá trị đạo đức đang kéo thế giới vào những thử thách lớn lao. Dịch bệnh lạ tại Congo có thể được nhìn nhận như là một trong những lời nhắc nhở thiêng liêng, kêu gọi chúng ta quay trở lại với Chúa và chuẩn bị tinh thần không chỉ về mặt thể chất mà còn cả trong tâm linh. Trong những thời điểm khủng hoảng, lòng tin và Chúa chính là nơi nương tựa vững chắc. Kinh Thánh đã ghi lại rằng Ngài là đấng chữa lành mọi bệnh tật, là nguồn cội của lòng thương xót và sự sống. Thánh Vịnh 91 đã nhắc nhở rằng người nào ở nơi ẩn náu của đấng tối cao sẽ được nghỉ ngơi dưới bóng của đấng toàn năng. Lòng tin vào Chúa không phải là sự trốn tránh hiện thực mà là một cách để đối diện với những thử thách, với sự bình an nội tâm và sức mạnh tinh thần. Trong các đại dịch trước đây, từ đại dịch hạch ở châu Âu đến đại dịch COVID-19, nhiều người đã tìm thấy hy vọng và sự an ủi qua lời cầu nguyện và niềm tin rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh họ. Đức tin không chỉ là ánh sáng dẫn đường trong bóng tối mà nó còn là một chiếc khiên để bảo vệ con người trước những nguy cơ cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúa đã dạy rằng hãy đến cùng với ta, hỡi những ai mệt mỏi, gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Trong bối cảnh đại dịch hiện nay thì lời dạy này càng trở nên sống động, nhắc nhở chúng ta rằng chỉ qua Chúa chúng ta mới tìm thấy sự bình an đích thực. Đức Mẹ đã nhiều lần khuyến khích cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi măng côi, như là một phương tiện mạnh mẽ để bảo vệ các gia đình và cộng đồng khỏi những thử thách. Cầu nguyện không chỉ là sự kết nối với Thiên Chúa mà nó còn là cách để cho con người tìm lại sự cân bằng giữa cuộc sống đầy bộn bề. Trong thời kỳ đại dịch, việc cầu nguyện chung trong gia đình, tham dự thánh lễ trực tiếp và những đau khổ lên Chúa đã giúp nhiều người vượt qua cảm giác bất lực và sợ hãi. Sám hối nghĩa là thừa nhận những sai lầm và chúng ta quay về với Thiên Chúa là bước đầu tiên để nhận được sự che chở thiêng liêng. Đức Mẹ đã nhắn nhủ rằng không ai là quá tội lỗi để nhận được lòng thương xót của Chúa, miễn là họ thật sự, thật tâm muốn thay đổi. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều đại dịch lớn và trong mọi thời kỳ, lòng tin vào Thiên Chúa luôn là nguồn sức mạnh để giúp cho con người vượt qua. Trong thời kỳ đại dịch hạch đen tại châu Âu, các giáo dân đã tập trung cầu nguyện và sám hối và họ đã nhận thấy rằng đức tin đã giúp cho họ sống sót cả về thể xác lẫn tinh thần. Tương tự trong đại dịch COVID-19, nhiều người đã nhận ra giá trị của sự đoàn kết, yêu thương và sự che chở từ Thiên Chúa. Các bệnh viện dã chiến, các tổ chức từ thiện và cả những lời cầu nguyện cá nhân
đã chứng minh rằng lòng tin vào Chúa không chỉ là sức mạnh nội tâm mà nó còn là động lực để hành động vì cộng đồng. Trong Kinh Thánh thì Chúa đã nhiều lần chữa lành người bệnh và mang lại hy vọng cho những ai đau khổ. Những câu chuyện như việc Ngài chữa lành người mù, người phong cùi hay làm sống lại người chết là minh chứng rõ ràng cho quyền năng của Ngài. Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, Chúa vẫn tiếp tục hoạt động qua các bác sĩ, y tá và những người thiện nguyện đang dấn thân để cứu chữa những người mắc bệnh. Dù cho khoa học hiện đại vẫn đang tìm cách đối phó với dịch bệnh, niềm tin rằng Chúa là đấng kiểm soát mọi sự sẽ mang lại sự bình an cho những ai tin tưởng vào Ngài. Bên cạnh niềm tin vào Chúa, Đức Mẹ cũng kêu gọi chúng ta sống yêu thương, đoàn kết. Trong thời kỳ khó khăn, đại dịch không chỉ là thời gian để chúng ta tìm lại mối quan hệ với Thiên Chúa, mà nó còn là cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với nhau. Những hành động nhỏ như là giúp đỡ người yếu thế, chia sẻ lương thực hay đơn giản là một lời động viên, nó cũng có thể mang lại hy vọng cho những người đang đau khổ. Trong giây phút thiêng liêng này, hãy cùng chúng tôi cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn, tinh thần sẵn sàng đón nhận những thay đổi sắp tới. Nguyện lời cầu nguyện này giúp chúng ta giữ vững nguyên tắc của Chúa, vững vàng trong giáo lý và bước đi trung tín trên con đường Ngài đã vạch ra. Hãy đọc lời cầu nguyện này với một trái tim tràn đầy kỳ vọng và niềm tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn, bảo vệ và trang bị cho chúng ta mọi điều cần thiết. Lạy Chúa, yêu thương chúng con đến trước mặt của Chúa trong sự khiêm nhường và thành kính, mang theo những nỗi lo âu và đau khổ của thế giới. Chúng con trong cơn đại dịch lạ đang hoành hành tại Congo và nguy cơ lan ra toàn cầu, chúng con nhận ra sự yếu đuối và phụ thuộc của mình vào tình yêu quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, đấng chữa lành mọi bệnh tật, chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho những người đang chịu khổ bởi căn bệnh này, xin hãy chữa lành những ai mắc bệnh, an ủi những gia đình đã mất đi người thân yêu và ban cho những y bác sĩ, các nhà khoa học sự khôn ngoan và sức mạnh để tìm ra giải pháp. Con biết rằng trong mọi khó khăn, Chúa vẫn là đấng dẫn đường bảo vệ cho chúng con. Lạy Đức Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, chúng con nhớ đến những lời cảnh báo và lời nhắn nhủ của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho thế giới của chúng con sớm thoát khỏi đại dịch. Xin Mẹ giúp chúng con sống trong sự sám hối, cải thiện đời sống và đặt niềm tin hoàn toàn nơi con yêu dấu của Mẹ, Chúa. Lạy Chúa, đấng là nơi nương tựa của chúng con, xin hãy dạy cho chúng con biết sống yêu thương và chia sẻ giúp đỡ những người yếu thế, đoàn kết vượt qua thời kỳ khó khăn này. Xin ban cho chúng con sự bình an trong tâm hồn, niềm hy vọng không lay chuyển và một đức tin mạnh mẽ để chúng con không bao giờ sợ hãi hay là tuyệt vọng. Chúng con tin rằng dù thế giới có thay đổi thì Ngài vẫn là đấng toàn năng, đấng nắm giữ mọi sự trong tay. Xin Ngài hãy hướng dẫn chúng con qua bóng tối của những đau khổ và đưa chúng con đến ánh sáng của bình an và tình yêu vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ danh của Chúa. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.